Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình trong bài phát biểu trước các nhà lập pháp Indonesia tại Jakarta vào hôm thứ Năm, nói Bắc Kinh muốn xây dựng quan hệ gần gũi và tin cậy hơn với các thành viên khối ASEAN. Trung Quốc nguyện tại bình đẳng hữu nghị trên cơ sở đó, mở rộng đối Đông Mông quốc gia khai phóng. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Indonesia và các nước thành viên ASEAN khác để trở thành những người hàng xóm, bạn bè và đối tác tốt, để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng chia sẻ gian nguy và an toàn, để cùng ra khơi trên một con tàu, cùng xây dựng một cộng đồng Trung Quốc-ASEAN có vận mệnh chung, gần gũi với nhau. Ông cũng kêu gọi hai bên hãy tăng cường xây dựng niềm tin với nhau. Trung Quốc sẵn sàng đối xử chân thành với các thành viên ASEAN, cùng chung sống thân thiện và tiếp tục xây dựng niềm tin chính trị và chiến lược cùng có lợi. Chủ đề Biển Đông cũng được ông Tập nhắc tới. Về những bất đồng và tranh cãi giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN trong chuyện chủ quyền lãnh thổ lãnh hải, cả hai bên cần phải luôn luôn dùng các biện pháp hòa bình nhằm duy trì các quan hệ song phương và bình ổn khu vực. Ông Tập hiện đang có chuyến viếng thăm cấp nhà nước tới Indonesia trong 2 ngày, là chặng dừng chân đầu của ông trong chuyến công du đầu tiên tới Đông Nam Á kể từ khi ông nhậm chức chủ tịch nước.